Sản phẩm ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm cao atiso. Đây là một hũ cao atiso. Với công dụng thì cao atiso có những công dụng sau. Công dụng là giải độc gan này, chữa viêm gan B, thông mật lợi tiểu, trị mụn nhọt, vàng da nổi hứa. Giảm mỡ máu do chức năng gan mật yếu gây nên, giúp an thần, giấc ngủ, giải độc ưa rượu. Về cái cách sử dụng cái cao atiso cũng khá là đơn giản, có hướng dẫn ở trên cái hũ rồi. Các bạn là pha một thìa cà phê với một lít nước sôi uống thay nước hàng ngày, hoặc các bạn cũng có thể ngâm rượu để uống. Đây là loại cao đặc các bạn nhé. Trọng lượng của cái hũ cao này là 200 g. Thành phần để làm nên cái hũ cao atiso đó là hoa lá của cây atiso và nước. Thì hiện nay bên dược liệu Hải Đăng bên mình cũng phân phối các dòng cao dược liệu. Ở ngoài như là ví dụ cao atiso thì bên mình có những cái dòng như là cao trinh nữ hoàng cung này, cao lá sen, cao ích mẫu này, rồi rất rất nhiều các loại cao khác, như cao xạ đen, cà gai, hà thủ ô này. Các bạn có nhu cầu, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0972 917 280.